Chào mừng anh em trở lại với YouTube cày chảo của cơ khí nông nghiệp Vũ Hải. Anh em chúng tôi đang lắp đặt dàn cày tại xã Thiệu Quang, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Lắp dàn cày 5 chảo chuyên cày bãi cho máy 5018. Đường cày thì hiện tại đến thời điểm bây giờ bắt đầu chưa chỉnh được nuột nà lắm. Anh giúp em với. Anh cầm một em quay nó tắt mất. Đấy. Rồi, để em làm chỉnh lại tí nữa cho nó nuột đi. Nếu cái bãi trồng ngô này là cái ngô này là đạt hết rồi. Không cày thế là được. Cái bãi cày sâu nhưng nó bỏ đi được. Nó lâu bỏ. Cái gì đấy, cái cày được ruộng, cày nam cháo nó cứ được. Ruộng quá đẹp, cái ruộng cực sướng. Mà nó lại tóc và gặp như này. Gặp như này luôn đây. Đầy đủ hết, toàn bộ con hết rồi, rất là độc cái dàn cày không thứ nhất. Máy thì rơi vào 300 mấy chục triệu rồi, 370 triệu. 370 triệu đầu cái máy, còn cái dàn cày của cháu thì nó có 12 triệu thôi. Dàn cày dàn bừa. Dạ vâng. Phay tiếp. Phay độc cái dàn phay, nếu như con Kubota 5018 này lấy phay của hãng nó rơi vào khoảng tầm 40 triệu. Nếu mà tính ra là rơi vào con này, nếu mà đầu tư hẳn về đến nhà mà hoàn thiện nó khoảng tầm 400 trên 400. Đất nó lên nó úp cỏ không ạ, nó thái lát nó đẹp hơn mà nó không bị tống tận ra ngoài kia. Như nếu mà như con HD mà chạy như thế này ông này, như con HD thì từ đây nó phải tống ra đến tận ngoài này, thì nó để lại cái mương thì to quá, mà cây ruộng mà để lại mương to là sau này ruộng không phẳng đâu. Không phẳng, bừa không phẳng. Đúng rồi, bừa không phẳng mà đôn ruộng lâu lắm. Như cái con này của cháu, nếu mà cái đường cuối cùng ông chạy vét lối ấy, là ông chạy chậm lại một tí thì đất nó chỉ để lại cái mương bằng thế này thôi đấy, thì là ruộng ông bừa rất là nhanh. Cái bên kia là nó nhiều gốc quá, bắt đầu nó không đủ đè xuống. Vâng. Đất nó phải lên rộn ràng như này ông. Chạy nhanh đi chăng nữa nó không bị lướt cày. Là ông là chủ hàng bán không? Vâng, cháu sản xuất ra cái này. Máy hàng nhập ngoại không? Không, máy này là máy Kubota Việt Nam. Việt Nam. Anh video. Ở trong này mobifone mạng kém lắm. Chắc đang cày bờ đấy chứ. Vét bờ được chưa? Vét bờ thế kia được không?